Thật ra cái này là tốt cho mọi người và mệt cho Thiên Vũ nữa cơ. Vũ phải lưu trữ cái này hàng năm cứ gom cục, cứ năm gom cục chồng vậy, giống như cất tiền ví dụ như này mà tờ 500 á thì nó phải đỡ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cái video ngắn ngày hôm nay mình sẽ quay vui thôi, thì vô tình mình lục ra thì rất là nhiều khách hàng mà hỏi đến Thiên Vũ đi mua hàng ở bên Thiên Vũ á. Tại sao không có phí bảo hành của Bô? Rồi nhiều khách hàng đặt vấn đề là liệu sản phẩm bên Thiên Vũ bán có phải là chính hãng của Bô hay không? Thì cái video này Vũ sẽ thông tin cho mọi người đầy đủ thông tin nhất. Và đây, thì trước mặt các bạn đây là những cái phiếu bảo hành mà Vũ đã bán sản phẩm cho khách hàng và đã xuất ra cho khách hàng. Các bạn biết tại sao Vũ giữ không các bạn? Đối với Bô thì cái nguyên tắc làm việc của hãng nước ngoài nó không giống như Việt Nam, nó không có lương tình nha các bạn, nó không có sự là cái kiểu mà là cảm tính. Mà khi mà Bô ở Việt Nam hiện tại á, là bảo hành cũng đều dựa trên phiếu bảo hành này. Và ngày trước từ cái năm mà 2019-2020 á, Vũ đã rất là nhiều trường hợp mà khách hàng làm mất phiếu và hãng không thể nào support được. Thì đó, từ lúc đó về sau thì Vũ để đảm bảo được cái dịch vụ của bên mình cũng như là đảm bảo cho cái quyền lợi của khách hàng mình, nên từ kể từ lúc đó thì bên Thiên Vũ đã chính thức là sẽ không đưa cái phiếu bảo hành này cho khách hàng. Và ở đây không phải là đưa một cái nguyên tắc 100% nha mọi người ha, những khách hàng nào mà lấy phiếu bảo hành bên Vũ sẽ đưa luôn tại thời điểm đó, nhưng mà nó sẽ có một cái tờ giấy là xác nhận từ khách hàng là đã nhận phiếu bảo hành. Thì lỡ mà sau này có trục trặc hay khách hàng có đem đến mà cái Vũ sẽ ra trên hệ thống, mà nếu khách hàng đó mà đã lấy cái phiếu bảo hành rồi mà khách bảo hành mà đem qua hãng không hỗ trợ thì lúc đó là bên Thiên Vũ sẽ không có thể support được cho khách hàng. Nó rất là khó khăn đó, nên đó là một cái lý do mà hôm nay Vũ thông tin cho mọi người lý do mà tại sao là bên Vũ bán không có phiếu bảo hành. Hoàn toàn bên Thiên Vũ á là bán hàng là dựa trên hệ thống, và tất cả những khách hàng mua sản phẩm tại Thiên Vũ được Thiên Vũ lưu trữ đảm bảo quyền lợi bảo hành cho khách hàng. Thật ra cái này là tốt cho mọi người và mệt cho Thiên Vũ nữa cơ. Vũ phải lưu trữ cái này hàng năm cứ gom cục, cứ năm gom cục chồng vậy, giống như cất tiền ví dụ như này mà tờ 500 thì nó cũng đỡ. đó hôm nay Vũ có thông tin. Còn những khách hàng mà mua hàng bên Thiên Vũ á, các bạn chỉ cần lên trang website, nhìn ở bên góc bên tay phải trên cùng, các bạn thấy là cái số bảo hành, kiểm tra bảo hành, thì các bạn chỉ cần gõ cái số điện thoại của mình mà đã từng mua hàng tại Thiên Vũ, thì các bạn sẽ biết được cái lịch sử các bạn mua cái sản phẩm của Thiên Vũ vào ngày nào và thời gian nào hết hạn, và đã mua bao nhiêu sản phẩm và mua từ ngày nào giờ nào, có đã được ghi chú ở trên hết, hoàn toàn là hệ thống điện tử hết cả. Còn riêng đối với những hãng Vô á là nó vẫn bảo hành dựa trên cái phần giấy phần cứng như thế này. Các bạn mà mất phiếu á là hãng sẽ không support, mà nếu mà có bảo hành đi á là trước khi mà kiểm tra sản phẩm có lỗi hay không lỗi á là các bạn phải bị mất một khoản phí trước rồi đó. Nên việc mà kiểm tra không lỗi các bạn cũng phải tốn tiền, mà có lỗi các bạn cũng phải tốn tiền, và thậm chí là tốn tiền nhiều hơn đó. Đó, thì cái video các bạn thấy không, đây là những cái sắp bảo hành mà Vũ đã lưu trữ và đã bán cho khách hàng đó, là trong năm đấy, các bạn thấy không, đầy đủ hết từ tất cả các mã hàng trong đây hết cả. Thì lỡ mà trường hợp khách hàng á mà có mua á, thì Vũ mỗi cái cụm như thế này là nó dựa trên một cái số tháng, số ngày nó được lưu trữ rõ ràng. Thì ví dụ như mọi người kiểm tra Vũ mà kiểm tra cho khách hàng á, chỉ cần khách hàng đọc số điện thoại và Vũ biết khách hàng mua sản phẩm này vào tháng nào thì Vũ sẽ có một bạn sẽ lục ra đúng cái tháng đó và tìm lại đúng cái mã series, mã sản phẩm cũng như đúng trùng mã series đó sẽ hỗ trợ và đem Thiên Vũ sẽ đem đến bảo hành cho khách hàng luôn, hoặc khách hàng có thể tự đến bảo hành. Nhưng mà thường là mình bán, mình không phải là kiểu là mình bán xong là thôi với khách hàng, và mình bán mình đang đảm bảo quyền lợi khách hàng nên mình sẽ là chịu trách nhiệm, có nhân viên đem qua hãng bảo dưỡng cho mọi người và sau đó nhận về và bàn giao cho khách hàng luôn, chứ không để cho khách hàng tự đi bảo hành đó. Nhưng xảy ra nhiều vấn đề, nhiều trường hợp gì đó phát sinh xảy ra. Ok, thì cái video ngày hôm nay chắc Vũ cũng đã nói lên rõ ràng cho mọi người biết đầy đủ các bạn, từ năm nào nói chung là lưu trữ mọi thứ rất là nhiều các bạn đó. Thì cho mọi người có thể biết được đó là mình bán hàng là mình còn cái dịch vụ phía sau các bạn, còn cái hậu bán hàng nữa. Nên thật ra cái cách làm này là bảo vệ khách hàng, chứ không phải là không giao cho khách hàng. Nếu mình giao các bạn mất quyền lợi, đến lúc mà bạn bị mất một số tiền đó các bạn sẽ rất là wow, rất là khó chịu. Thì nên Thiên Vũ làm như vậy thì khách hàng đều happy cả.
mà những khách hàng mà khó mà muốn an toàn, muốn yên tâm á, tự lấy, thì bên Vũ vẫn đưa cái phiếu này cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần xác nhận cho bên Phiên Vũ là mình đã nhận cái phiếu bảo hành đó, thì bây giờ là Vũ hết trách nhiệm. Còn cái trách nhiệm của Vũ là sẽ đảm bảo khách hàng mua hàng của mình phải đầy đủ series bảo hành, bảo dưỡng và rõ ràng. Ok, thì đây là cái video mà Vũ chia sẻ cho mọi người hiểu. Rất là nhiều khách hàng hỏi là sao bên Vũ bán vô mà có chính hãng hay không mà lại không có phiếu bảo hành, thì cái video này xác thực cho mọi người rồi nha. Ok, các bạn thấy video hay thì đừng quên like cho Phiên Vũ một share và một like nha. Bye bye.